Bình đã phát tất cả là 81 phần quà của gia đình họ Hồ Công ở Mỹ. Bây giờ còn 1 phần 300 ngàn. Chắc có lẽ chú cũng có cái sự may mắn gặp Bình để gửi cái phần quà. Dạ, bên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay vui mừng kính chào quý bà con, quý vị và các bạn xa gần. Trong buổi sáng nắng nhẹ mờ sương, trời rất là mát tại thị trấn Phú Đa thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế thưa bà con. Video này mình xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta trở lại thị trấn Phú Đa. Trước tiên thì chúng ta ghé thăm chợ xem tình hình bà con buôn bán thế nào, đồng thời điểm diễn sáng bà con ha. Giờ thì khoảng 7 giờ rưỡi vào buổi sáng. Chợ trung tâm Phú Đa cách thành phố Huế tầm cỡ gần 20 km về phía nam thưa bà con, thuộc huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đây là cái cổng chính của chợ. Bên xin mời gia đình đặc biệt trong video này, đó là gia đình họ Hồ Công ở Mỹ về ăn sáng luôn. Trước khi bên đại diện gia đình gửi cả cái phần quà yêu thương cho những người hoàn cảnh khiếm thị, hộ nghèo, khuyết tật vân vân ở thị trấn Phú Đa cũng như là ở thị xã Hương Trà. Phúc Lộc đây nha. À, bắt đầu bán được rồi đây hả? Năm nay buôn bán thế nào chị? À, chờ mùa này hết ha. Em cảm ơn chị. Rực rỡ đó bà con ạ. Bà con bắt đầu tăng cường bạn Tết ra đây. Chúng ta lui phía sau đi tìm cái hàng ăn đi bà con. Bên này là hàng cá thịt, beo, nầm lọc. Cho một cái này là dĩa hả? Cái này là tô rồi á. À, ăn đồ cháy đi. Mừng nha chị ơi. Ăn chị em tí ơi. Ăn chị gia đình Hồ Công ăn dĩa. Cái ít ít thôi. Buồn trộn đấy bà con. Mít hả? Dạ mít. Phung đầu, đậu phồng, cà rốt, nấm mèo, bún, rất là nhiều. Còn gia vị nữa. Sáng mới bà con ăn buồn trộn cho nhẹ bụng. Ăn món ăn dân dã của chợ Phú Đa. Có hai kiểu, một là mắm nêm, hai là nước mắm. Sợi bún nó nhỏ ha. Tô 10 ngàn. Bên thấy béo béo, còn nhiều nhà ép tức là bùng á. Bà con thấy hấp dẫn không? Gia đình anh chị Hồ Công thấy thế nào? Được mắm rồi. Một tô bún trộn thêm một hai cái. Rất là vui đấy bà con ạ. Ăn mình nằm rồi, bây giờ ăn thử bình lọc, nghe đồn là ngon nhất mà không biết phạm vi ngang đâu. Mời bà con ăn bình lọc đầu này, đi đầu. Béo. Giờ bình lọc gì tôm. Tôm ngon. Tôm em làm ngon á. Trời cũng đang rất là đông. Bây giờ chúng ta đi lui một vòng sau chợ rồi đi ra cổng trước về chợ Phú Đa. Nghe 5.000 thôi em, 10.000 thôi em. Đầu tiên em này nghe cái từ em của mày rất là Huế thân thương. Hỏi đặng vâng chị em đang nói em người em. Đây còn quả bụng bò. Hello, hello. Ôi, hỏi chào tất cả mọi người. Đây có bánh đúc. Chà, mình no rồi không thể ăn bánh đúc vui rồi. Tặng hoa cho em hả? Mời bà con đi thẳng vào phía trước. Sắp để cho hàng mạ để bà con lo cầu may cuối năm, cầu phước lộc thọ. Chờ bạn được không o? O cười, o cười, có nghĩa bạn được đó. O nói quả đặc con ơi. Bên thầy chờ cũng quy mô rộng cao đấy chứ. Đây chúng ta đi ra là cái cổng trước. Tiếp theo bên này đi vào là hàng áo quần, giày dép, mũ nịt vân vân. Buôn thịt nước, buôn nghề. Đây. Cháo lòng này, cháo lòng Huế, vô luôn. Nồi cháo lòng. Ngon rẻ nhiều. Dạ, ui trời, con rẻ nhiều. À, mê bê bán cháo lòng, có cái nào cũng đẹp. À, trời, anh đánh giá chất lượng cho mê. Bên này nồi cháo lòng này. Dạ, review cho chờ Phú Đa bán cho đắt. Năm đi mổ khổ hết, có bố mà cứu trời. Chị thích cứu trời chi? À, gạo hả? Gạo mới nấu cháo đó. Ô, cái dài bên này toàn cháo lòng bà con. À, đây có bún. À, quay hàng nhựa nữa phải không? Rồi, hàng nhựa, hàng áo quần, quay hết á. Dạ. Dạ, hàng cá ăn thịt. Ngày Chủ nhật nữa. À, ngày Chủ nhật bạn được. Con có tung là ngồi chưa? À, rửa. Có tung là ngồi rồi, ế cái đàn này. Mình nói ế. Bạn được ngay thôi. Một tung bạn được ngay thôi à? Đây một hàng trồng vịt. Bên này bún bò Huế. Rồi đây phía trước chợ. Bà con và người mua, người bán, người vào, người ra. Ngày Chủ nhật cũng khá là đông đúc. Bên thầy so với các chợ. Dạ chào mẹ. Dạ chào bà. Mẹ bán được mấy cái rồi? Dạ 3 cái. 3 cái à? Dạ. Dạ thưa mẹ, con có phần quà chúc mừng năm mới của gia đình anh Hồ Công ở Mỹ. Dạ. Con gửi mẹ 300.000 mẹ. Dạ, dạ cảm ơn. Sao nó gặp hết ha? Dạ. Dạ. Hết thì mẹ gặp thôi. Dạ dạ. Rồi dạ con chào mẹ. Dạ chúc mẹ khỏe, chúc mừng năm mới mẹ. Dạ. Bây giờ mời bà con cùng mình qua bên quán cà phê. Bên cái khe này ta làm đi cà phê. Dạ mời anh Tý cùng anh chị và các cháu gia đình Hồ Công của cà phê quê, cà phê sữa, ăn sáng cà phê rồi kết nối yêu thương cùng với bà con. Cuộc sống vậy cũng có vẻ là nhang nhã thanh thiên ha. Cà phê anh ơi, chị ơi, các cháu ơi, bà con ơi, xin mời. Vòng cạnh từ quán cà phê, đường bên kia cây kênh là Hồ Ngọc Ba. Sau khi đi chợ Phú Đa xong, bên đang có mặt tại địa chỉ 30 đường Nguyễn Đức Xuyên. Dạ thưa bà con dạ, mình dạ. Và chị Hà Vi đại diện gia đình họ Hồ Công ở Mỹ xin được chào và chúc sức khỏe tất cả quý bà con. Dạ. Dạ con thưa chú, thưa quý nhà hảo tâm là anh chị họ nhà Hồ Công thì là có duyên cùng gặp gỡ và trao cho mọi người ở đây là có 30 phần quà và một người một phần quà là một phong bì là trị giá 300.000. Kính thưa quý anh chị ở Mỹ dòng họ Hồ Công, thì hôm nay cũng nhân dịp chuẩn bị Tết đến xuân về, hội chúng em được sự quan tâm giúp đỡ của quý anh chị ở phương xa để gửi gắm bằng tình thương của anh Bình tặng cho bà con được như vậy là 30 suất quà, một suất trị giá 300.000 đồng. Chúng em hết sức vui mừng và sung sướng thay mặt cho bà con ở trong tập thể cơ sở sản xuất của hội, xin tiêng tình cảm này và cầu nguyện quý anh chị ở phương xa luôn luôn có cuộc sống bình an, sức khỏe, hạnh phúc và trong cuộc sống gặp mọi điều may mắn nơi phương xa. Em xin chân thành cảm ơn. Như anh hát bàn mà sau đó có cái loa. Cái loa đó bây giờ dùng như thế nào anh? Cái loa đó làm cùng thỉnh thoảng cũng báo tin vui cho bên là vừa rồi là siêu thị Coopmart có lấy lên được một tuần mà họ có tặng cho 1.500.000. Nhưng thầy vận chuyển bên kia là 350, còn mình còn được 700. Còn thỉnh thoảng làm lấy ra họ thuê 100-200 rất là nhiều. Ngoài anh sử dụng để hát điều diện cho ba con nghe, anh còn cho thuê, mai một cho bên thuê bùi anh ấy. Ok. Bình thưa gia đình Hồ Công ở Mỹ chỉ còn 19 ngày là đến Tết Giáp Thìn 2024. Chẳng có gì hơn, kính chúc với anh chị ở phương xa dồi dào sức khỏe, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phim, và xin gửi đến một sáng tác của nhạc sĩ Tình Long Ngân, ca khúc được mang tên Xuân Này Con Không Về. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mái đào nở vang bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay én bay đầy trước ngõ, mà tiếng con vẫn xa ngàn xa. Con cũng xin cảm ơn gia đình anh chị họ Hồ Công rất là nhiều đã gửi tấm lòng mang của mình về để giúp đỡ các những hoàn cảnh khó khăn ở đây là hội người mù ở huyện Phú Vang. Cảm ơn anh chị. Dạ, xin cảm ơn gia đình. Dạ. Dạ. Dạ, chúc chị sức khỏe. Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi. Bên mái tranh nghèo ngồi quanh bếp hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng, đỏ hay hay như đôi má đào. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo không người sửa sáng, khu vườn thiếu hoa vàng mừng xuân. Đàn trẻ thơ ngây chờ mong anh trai sẽ mang về cho tà áo mới, ba ngày xuân đi quê xóm riêng. Con biết không về mẹ chờ em trông, nhưng nếu con về bạn bè thương mong. Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ ơi con xuân này vắng nhà, bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường, không lẽ riêng mình êm ấm. Mẹ thương con, xin đợi ngày mai. Cảm ơn rất nhiều. Hay quá, cảm ơn anh. Chúc tuổi sức khỏe. Dạ, xin cảm ơn. Thì nhân dịp Tết đến xuân về thì em là Vi và anh Bình cũng đại diện cho quý nhà hảo tâm chúc cho mọi người ở đây có một năm mới an khang thịnh vượng và sự như ý. Dạ, xin cảm ơn ạ. Bà con cảm ơn gia đình họ Hồ Công của Mỹ. Dạ rồi, xin chúc bà con mọi sự tốt lành. Bình xin cảm ơn bà con cũng như anh chị Hồ Công rất là nhiều. Bây giờ thì hành trình tiếp theo của Bình là Hương Trà Thẳng Tiến. Ở đây thì cách Huế 20 km, Hương Trà thì 15 km. Dạ. Dạ, kính thưa bà con, bây giờ thì Bình và chị Trần Thị Hà Vi đang có mặt tại Hội Người Mù, huyện hội thị xã Hương Trà. Bây giờ là thị hội, bên Nhâm là huyện hội. Chào bà con, đang rất là đông đúc rồi. Dạ con, kính chào bà con. Dạ, dạ bà con khỏe hết ha. Dạ, chúc luôn khỏe, mọi điều tốt đẹp, vui vẻ. Khỏe chú ha. Dạ thưa bà con và chị Trần Thị Hà Vi xin được đại diện gia đình họ Hồ Công ở Mỹ hôm nay gửi về chúng ta thị hội người mù thị xã Hương Trà 50 phần quà. Dạ, tổng số phần quà của anh chị gửi thì 1.000 đô, nhưng mà con xin được phép là coi như chia sẻ mỗi nơi một ít. Kính thưa gia đình anh chị họ Hồ Công, hôm nay thì nhân dịp xuân đến Tết về thì hội người mù của thị xã Hương Trà đón dần với cái tình yêu thương của quý vị ân dân đã đến đây thăm hỏi và trao cái món quà cho hội người mù của thị xã Hương Trà để vơi đi những cái phần khó khăn. Thì thay mặt hội thì nhân dịp năm mới Giáp Thìn thì cũng cầu chúc cho gia đình cũng như họ Hồ Công là được dồi dào sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Em xin hạt tặng cho gia đình họ Hồ Công ở bên Mỹ cũng như là quý anh chị em người Việt khắp gần xa trên mọi miền tổ quốc thân yêu. Một bài hát về Huế, đó là bài Dòng Sông Ai Đã Đặt Tên, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hữu Pháp. Và cũng xin kính chúc các anh chị có một mùa xuân mới Giáp Thìn an khang thịnh vượng, hạnh phúc muôn nơi. Oh yeah. Dòng sông ai đã đặt tên để người đi nhớ Huế không quên. Xa con sông mang bao nỗi nhớ, người ở lại tháng năm đời chờ. Thì con và anh Bình mang đến và kết nối do các cô chú có một phần quà, đó chính là 300.000. Và ở đây thì có 50 người. Dạ, và đại diện cho con và anh Bình sẽ phát cho 50 hộ ở đây một người là 300.000. Dạ, và xin cảm ơn quý nhà hảo tâm rất là nhiều. Xin cảm ơn anh chị gia đình họ Hồ Công rất là nhiều đã gửi tấm lòng của mình về đến thị xã Hương Trà ở đây. Dạ, nhân dịp năm mới thì con đại diện cho anh chị họ Hồ Công và anh Bình, con Trần Thị Hà Vi đại diện cho các quý nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho mình. Chúc quý cô dì chú bác ở đây năm mới dồi dào sức khỏe và sự như ý ạ. Dạ, con xin cảm ơn. Cầm cái tay cả đấy. Dạ, cảm ơn cả nhà hảo tâm nha. Dạ, xin cảm ơn cả nhà. Dạ, con xin gửi mẹ. Dạ, dạ, ô, con gửi. Thôi, con gửi chịu. Dạ, con gửi. Dạ, mẹ, con gửi. Mẹ con gửi nha. Dạ. Dạ, ô ơi, con gửi, ô con gửi qua. Dạ. Dạ, đúng. Mùa thu trăng lên trên bến Phu Văn Lâu. Xưa ai ngồi, ai câu, ai sầu mai. Thảm ai thương ai, cảm ai nhớ ai trong. Để người đi nhớ, nhớ mãi một dòng sông. Dòng sông hôm nay in bóng sao bay. Cho ai về mê say câu hò còn vang. Vòng ai mơ ai, mộng ai đời ai chờ. Mà dòng sông hát, hát mãi một nguồn thơ. Dòng sông ai đã đặt tên là dòng sông Hương nước êm trôi lững lờ. Dòng sông ai đã đặt tên để người đi nhớ không quên. Dạ xin hết ạ. Ồ hay quá, dòng rất chi là opera luôn. Cảm ơn em nhiều. Dạ. Vậy là tròn 50 phần. Dạ. Dạ như vậy thì con và chị Trần Thị Hà Vi đã được vinh hạnh kết nối với quý nhà hảo tâm Phương Sa, gia đình họ Hồ Công ở Mỹ. Một lần nữa xin cảm ơn gia đình họ Hồ Công và đại diện gia đình kính chúc bà con năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc như ý. Con xin tạm biệt bà con. Dạ, dạ bà con chúc quý nhà hảo tâm gia đình họ Hồ Công sức khỏe. Dạ rồi, tuyệt vời, xin cảm ơn bà con. Dạ, hẹn gặp lại bà con. Dạ. Không biết chú tròi đến đoạn nào đấy. À, chú tròi về khoảng Dễ Men, Giao Đồ. Giờ là đi vào Giao Đồ. Chúng ta đợi chủ đi ra. Bên đã phạt tất cả là 81 phần quà của gia đình họ Hồ Công ở Mỹ. Bây giờ còn 1 phần 300 ngàn. Chắc có lẽ chủ cũng có cái sự may mắn gặp Bình để gửi cái phần quà. Ôi chào chú, Bình đã gọi chủ rồi. Chủ rất là vui. Chủ chờ từ trên nữa về đấy được mấy ngàn? 5 ngàn. 5 ngàn hả? Ngày đi kiếm được mấy ngàn rồi? Cái ngày được 50. À, lần rồi mới không ở nhà mà đi vất vả đấy. À, cũng gặp được chứ đi thôi, để ăn thôi, chứ làm răng. Dạ. Dạ thưa chủ thì kể ra cũng may mắn đó. Con gặp chủ thì còn phần quà 300 ngàn của gia đình họ Hồ Công ở Mỹ. Con xin gửi chú và chúc mừng năm mới. 300 ngàn chú ha. Dạ, vui á. Đây là chủ trong tổ xe đạp thô. Gia đình họ Hồ Công ở Mỹ hàng năm thường yêu thương về rất nhiều nơi. Bên cùng xin đặc biệt kính chúc anh chị cũng như là các cháu trong gia đình mọi sự tốt đẹp như ý, vui khỏe, hạnh phúc, thuận lợi trong công việc, học tập, thành công mọi điều. Và bên cũng xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến quý bà con, quý vị khán giả đã đồng hành cùng với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay, đã yêu thương đến quý bà con hoàn cảnh khó khăn. Xin cầu mong, cầu chúc mọi người mọi sự tốt đẹp nhất. Hẹn gặp lại bà con ở video tải lên sớm nhất trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Không quên giúp cho mình các ý kiến tương tác, like, share, tức là chia sẻ, comment, bình luận, tức là tương tác để cho kênh càng ngày càng được phát triển hơn, nhiều người được có cái duyên hưởng nhờ từ cái sự thành công của quý bà con hơn. Xin cảm ơn bà con, quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Xin trân trọng kính chào. Chào em.